Xin chào các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày sôi động của bóng đá và tất nhiên là không thể bỏ qua chuyến hành trình của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Bản thân tôi thì cũng hàng ngày mang đến cho các bạn những câu chuyện thú vị hay là những phần tổng hợp nhanh nhất các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á lần này. Vì thế thời gian của tôi ở văn phòng làm việc nhiều hơn là ở nhà nên cũng muốn sắm một chiếc tivi xịn sò một chút để vừa xem bóng đá vừa làm việc tại văn phòng. Yêu cầu là mức giá tầm trung thôi, chất lượng đảm bảo và đủ thông minh để phù hợp với việc sử dụng trong công việc nữa. Hôm trước khi xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup thì tôi vô tình thấy được một cái đoạn quảng cáo của một hãng TV rất mới tên là Kuka TV. Cũng tò mò tìm hiểu để rồi biết được họ đang là nhà tài trợ cho AFF Cup. Và chính hãng này cũng là một hãng đang tài trợ cho câu lạc bộ Juventus, câu lạc bộ mà tôi thực sự yêu thích. Vậy nên tôi quyết định là tậu ngay một bạn về để trang hoàng cho văn phòng cũng như là phục vụ team xem bóng đá mùa AFF Cup này. Hôm nay thì tôi sẽ trở thành một vlogger công nghệ review xem chiếc TV này có đáng mua không nhá. Một trong những lý do lớn nhất khiến tôi chọn mua chiếc Kuka TV S6G Pro Max là nó thông minh. Phần mềm sử dụng là Android như điện thoại thông minh vậy. Gọi vui là một chiếc điện thoại khổng lồ cũng được. Hôm nay thì tôi sẽ thử một cái chức năng rất là đặc biệt ở trên chiếc TV này. Đó là thử call với một người bạn ở xa để cùng xem một trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm rất thú vị. Xem xong một trận đấu thật sự hấp dẫn của đội tuyển Việt Nam và những cảm xúc đó được cộng hưởng bởi trải nghiệm cùng Kuka TV. Thực sự là nó rất phù hợp để xem bóng đá đấy. Đấy là khi xem AFF Cup chất lượng hình ảnh còn chưa phải là quá tốt. Còn nếu mà theo dõi một trận đấu 4K như thế này của La Liga thì thực sự là rất ấn tượng với một TV phân khúc tầm trung như thế này. Mình cũng đã tìm hiểu vì sao mà nó mang đến những trải nghiệm thú vị như vậy. Vì ở TV này có chế độ thể thao. Mọi thứ về mặt công nghệ để phục vụ xem thể thao, đặc biệt là bóng đá, được trang hoàng rất tốt. Màn hình không viền mang đến cảm giác được xem một không gian rất rộng như thể là bạn đang được xem trực tiếp một trận đấu trên sân cỏ vậy. Và với những người đã từng đi sân rất nhiều như mình thì đó là một cảm giác phải có khi mà xem TV như thế này, nhất là khi dùng nó để xem một trận bóng đá. Con chip khá lạ đó là Chameleon Extreme 2.0, tích hợp công cụ chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp, hiển thị hình ảnh chất lượng cao và màu sắc trung thực với HDR. Còn gì tuyệt vời hơn khi nhìn thấy mồ hôi của từng cầu thủ, nhìn chi tiết của mặt cỏ và cả những cảm xúc của các khán giả trên sân nữa. Nói chung, để xem bóng đá là hoàn toàn ấn tượng. Điều mình thích nhất ở phần trải nghiệm về mắt ở chiếc TV Kuka này là không có hiện tượng nhấp nháy. Công nghệ này sẽ giúp bảo vệ đôi mắt của người dùng. Eye Care Flicker Free. Đây là một chức năng thuốc bổ đối với một đôi mắt vốn dĩ phải làm việc hàng ngày với máy tính, iPad cũng như là những ánh đèn như mình. Khi xem bóng đá ngoài hình ảnh ra thì thứ mà chúng ta quan tâm nữa là âm thanh đúng không? Vì văn phòng của mình không quá lớn nên hiệu ứng âm thanh mà Kuka TV mang đến khá là ấn tượng. Hệ thống âm thanh Dolby NDTS với trải nghiệm chân thực với những người chăm xem bóng đá như mình thì đó là một thứ cực kỳ quan trọng. Bạn phải nghe tiếng va chạm ở trên sân, tiếng cầu thủ đá quả bóng đi, tiếng của khán giả nữa và tiếng của cả những bình luận viên như mình nữa. Anh em khi xem cũng có cảm giác rất là dạo dực và hiếm khi bầu không khí được truyền tải một cách trọn vẹn như vậy khi mà xem qua một dàn loa TV. Đó, sau khi xem xong một trận đấu bóng đá thực sự giữa Việt Nam và Malaysia thì mình cũng đã được trải nghiệm chế độ thể thao trên chiếc TV này và nó thực sự hấp dẫn. Và quả thực ở phân khúc này thì mình không nghĩ là có một chiếc TV có được trải nghiệm xem thú vị đến như thế. Mình rất quan tâm đến sự thông minh của thiết bị điện tử nào đó và Kuka TV mang đến sự thỏa mãn đó. Chế độ điều khiển bằng giọng nói trên chiếc TV này nếu so với mức chi phí bỏ ra cho một thiết bị như thế này thì thật là ok. Chỉ cần rất là đơn giản thôi, một chiếc điều khiển như thế này chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm bất cứ thứ gì. Hãy cùng thử nha. Ok Google, open YouTube. Vâng, đây là màn hình hiển thị
application của YouTube và chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem những cái từ khóa bóng đá mà tôi sẽ hay dùng ở đây sẽ hiển thị như thế nào nha. Ok Google, Manchester United. Đó, ngay lập tức là chúng ta có thể nhìn thấy những clip liên quan đến Manchester United. Thử một đội bóng khác nhé. Ok Google, Liverpool. Đó, ngay lập tức là chúng ta có thể nhìn thấy những cái hình ảnh của câu lạc bộ Liverpool. Thử search một cái từ khóa khác về cá nhân tôi nhé. Ok Google, BLV Anh Quân. Đó, ngay lập tức là chúng ta đã nhìn thấy kênh YouTube của tôi. Và với chiếc điều khiển này, với chế độ điều khiển bằng giọng nói này thì các bạn có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với việc tìm kiếm những thứ khác nhé. Ok Google, Home. Tôi vừa trở về cái nơi mà chứa đựng rất là nhiều những cái application đã được cài sẵn ở trên TV này và chúng ta sẽ cùng thử tìm kiếm những thứ khác xem nó có gì thú vị không nhé. Ok Google, thời tiết hôm nay. Rất thú vị đúng không ạ? Chúng ta đã nhìn thấy là thời tiết ngày hôm nay là 22 độ C này. Và rất là tiện cho những ai trước khi ra đường muốn tìm kiếm một cái thông tin gì đó về thời tiết để có thể chuẩn bị cho một ngày làm việc của mình. Thử một thứ khác nhá. Ok Google, lịch bóng đá hôm nay. Chúng ta đã có lịch bóng đá hôm nay gồm có những cái lịch thi đấu ở trên YouTube. Vừa rồi thì tôi đã biểu diễn những công cụ của chiếc Coca TV này và rõ ràng là chúng ta cảm thấy nó rất tiện đúng không? Rất đơn giản thôi, chiếc điều khiển và nói những gì mà chúng ta muốn để tìm kiếm những từ khóa mà chúng ta muốn tìm hiểu ở trên chiếc TV này. Với những thành công nghệ thì các bạn quan tâm đến yếu tố này đúng không? TV Coca 55 inch này có trang bị hệ thống Android 10 và Bluetooth 5.0. Dễ dùng, thông minh và có tính kết nối tốt, nói chung là mượt. Mình không gặp bất cứ một khó khăn gì khi kết nối các thiết bị khác với TV qua Bluetooth cả. Còn công nghệ phản chiếu từ điện thoại lên thì rõ là cũng sẽ rất là trơn tru rồi, không có gì phải băn khoăn với điều đó cả. Các cổng USB, cổng HDMI thì rất là hợp cho công việc, nhất là ở văn phòng vào lúc này, có thể trình chiếu trong các cuộc họp rất là tiện lợi. Chẳng thế mà mình đã chọn treo chiếc TV này lên một chiếc giá đỡ có chân như thế này để tiện di chuyển, mình có thể họp được này. Review các sản phẩm trên YouTube của mình mỗi ngày qua chiếc TV này. Đúng là ngoài giải trí ra thì nó rất là tiện lợi trong việc hỗ trợ công việc của mình mỗi ngày. Mấy anh em trong văn phòng của mình cũng rất là thích thú khi mình sắm chiếc TV này. Việc kết nối để chơi game cũng rất là đơn giản và hình ảnh cũng thật sự tuyệt vời. Nói chung là làm việc kiểu này thì chắc là muốn ở luôn văn phòng quá. Chắc chắn là chiếc TV này cũng sẽ phải đảm bảo hiệu năng hoạt động rất lớn vì thường sẽ phải sử dụng ít nhất là 18 tiếng một ngày. Bây giờ là lúc chúng ta ngâm cứu một chút về điều khiển của TV Coca TV. Trông khá đẹp và lạ, các bàn phím cũng dễ hiểu và thuận tiện trong việc sử dụng. Tất nhiên là một chiếc TV ở phân khúc tầm trung thì cũng có vài nhược điểm như sau. Mình cũng sẽ nói luôn để các bạn có cái nhìn khách quan khi mà so sánh nó với các loại TV khác trên thị trường. Tất nhiên một chiếc TV phân khúc tầm trung thì cũng có vài nhược điểm sau. Mình cũng sẽ nói luôn để các bạn có cái nhìn khách quan khi so sánh nó với các loại TV khác trên thị trường. Khi xem các video net kiểu 4K hay là 8K thì rất ok. Nhưng khi xem các video khác thì có một vài lỗ hổng về mặt hình ảnh. Nó hơi thiếu một chút độ sắc và sâu. Rõ ràng khi tích hợp rất nhiều những tính năng thì lỗ hổng này với một chiếc TV tầm trung là cũng dễ hiểu thôi. Mình cũng tin rằng với âm thanh vòm ở TV này đặt ở một văn phòng rộng hơn, độ sướng khi nghe âm thanh chắc chắn là không được như ở không gian hẹp như thế này. Nhưng với mình thì âm thanh này cũng là được rồi vì mình cũng không phải là một tín đồ nghe quá to. Nói chung là mình cần phải có thêm một quãng thời gian để trải nghiệm thêm nữa để nhìn ra những khuyết điểm của chiếc TV này. Chứ còn vào lúc này thành thực mà nói ấy, là mình thấy mua nó thật chuẩn, chẳng có gì phải băn khoăn về nó quá nhiều cả. Trong thời gian dịch bệnh hoành hành, chắc chắn là Coca TV là một trong những người bạn đồng hành trong những phút giây cần nhiều sự giải trí như thế này. Trên Coca TV cũng có cài đủ những cái ứng dụng như là Netflix này,
Primer Video cũng như tất cả những gì mà các bạn có thể tìm kiếm qua CH Play chẳng hạn, bởi vì là đây là một chiếc TV sử dụng phần mềm Android. Hãng Coca cũng cam kết dịch vụ bảo hành toàn diện, miễn phí, vận chuyển lẫn dịch vụ bảo trì. Nói chung là yên tâm mua hàng đúng không? Và thực sự theo kinh nghiệm của mình ý, thì với những hãng muốn chiếm thị phần như thế này, cứ yên tâm về chất lượng và dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ, bởi họ sẽ bỏ ra chi phí rất là lớn cho việc bảo hành, bảo trì cũng như là chăm sóc khách hàng để cạnh tranh với những thương hiệu đã tồn tại ở trên thị trường từ trước đó. Còn bây giờ, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến phần review này. Hẹn gặp lại ở những video sau.